Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Công nghệ và cuộc sống phát sóng trên kênh NTV. Thưa quý vị và các bạn, thế giới công nghệ luôn vận động không ngừng. Mỗi ngày trôi qua, nhân loại lại ghi nhận thêm những phát minh, những sáng tạo, cải tiến các sản phẩm công nghệ cao, ứng dụng và hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống của con người. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá nhiều thông tin khoa học công nghệ đặc sắc. Giới trẻ Việt Nam hưởng ứng rời trái đất, USB mỏng như giấy, chế tác Flappy Bird bằng vàng là những tin tức nổi bật kỳ này. Tìm hiểu về sự ra đời và phát triển của mạng Internet toàn cầu là câu chuyện công nghệ gửi tới quý khán giả. Và các chuyên gia sẽ giải đáp một số câu hỏi về lĩnh vực viễn thông Internet. Cuối chương trình như thường lệ là mục tương tác dành cho khán giả. Bây giờ là nội dung chương trình. Bộ Công Thương vừa công bố chiến dịch giờ trái đất năm 2014 với nghi thức tắt đèn diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 29 tháng 3 với lời kêu gọi mỗi người tắt một nguồn sáng không thực sự cần thiết trong một tiếng đồng hồ như thông lệ hàng năm. Ngay từ lúc này, công dân Việt Nam đã bắt đầu kêu gọi nhau tham gia nhiều chương trình tập thể hưởng ứng giờ trái đất, đặc biệt là giới trẻ với những hoạt động rất đa dạng diễn ra ở khắp mọi miền của đất nước. Ông Dương Quang Thành, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hay Giờ trái đất sẽ tiết kiệm được khoảng 400.000 kWh điện tương đương 603 triệu đồng. Giờ trái đất do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên khởi xướng là một sáng kiến toàn cầu nhằm nâng cao ý thức của người dân về biến đổi khí hậu. Khởi động từ năm 2007 tại thành phố Sydney của Australia, chiến dịch giờ trái đất đã trở thành một hoạt động có quy mô lớn nhất trên thế giới, quy tụ nhiều quốc gia và lãnh thổ trên khắp các châu lục cùng tham gia, trong đó có Việt Nam. Chiếc gối thông minh được phát minh nhằm chấm dứt tình trạng ồn ào của những người ngủ ngáy và giúp cho những người khác có giấc ngủ ngon hơn. Chế độ cú hích của gối được trang bị tích hợp với chiếc microphone để dễ dàng phát hiện ra tiếng ngáy. Sau đó, thiết bị sẽ tự động thổi phồng túi khí bên trong để có thể di chuyển nhẹ nhàng đến đầu hoặc cơ thể của người sử dụng nó. Khi đó, người ngủ sẽ ngủ úp mặt. Điều này sẽ làm giảm việc bạn ngáy vì cuồng lưỡi sẽ không thể chạm và tạo rung được với ngạc họng góc cao của gối tương tự cũng nhẹ nhàng đưa họ vào một vị trí ngủ tốt hơn. Chiếc gối có chiều cao khoảng 8cm với bảng điều khiển với các nút ở một bên giúp người dùng có thể thiết lập độ nhạy của việc phát hiện tiếng ngáy cho phù hợp với nhu cầu của họ. Gối thông minh được làm bằng chất polyurethane và được thiết kế với hình dạng lõm để ôm vừa đầu. Thiết bị này được bán ở các cửa hàng bán lẻ trực tuyến ở New York với giá khoảng 150 đô la Mỹ. Được sự ủng hộ của tác giả Nguyễn Hà Đông, một nhóm bạn trẻ Việt Nam đã thiết kế và đưa ra đấu giá phiên bản chim Flippy bằng vàng thật đầu tiên trên trang West Store. Trong thời gian gần một tuần, con chim mỏ dày với trọng lượng 85,23 gram và được làm hoàn toàn bằng vàng nguyên khối đã ra đời. Sau đó cả nhóm đã đưa phiên bản này ra đấu giá trên Webstore. Hiện Golden Flippy đã trả giá 1.200 đô và dự định sẽ bán sản phẩm khi đạt mức đấu giá tối thiểu là 7.000 USD. Để truyền được dữ liệu từ nơi này sang nơi khác, thay vì phải đi tìm và mua lại USB, thì với một miếng dán sticker bạn có thể tiến hành công việc này một cách nhanh chóng và thuận tiện. Thiết bị lưu giữ dữ liệu mới này có tên là Data Stickies, là sản phẩm của hai nhà thiết kế đến từ New Delhi, Ấn Độ. USB này được thiết kế với cấu trúc là những ổ đĩa vô cùng mỏng được xếp chồng lên nhau. Chúng có hình dạng không khác gì một miếng giấy nhớ và có thể dính vào, bóc ra được dễ dàng. Sử dụng USB bằng cách dính chúng vào phía trước của máy tính, TV hoặc điện thoại thông minh và các dữ liệu được chuyển từ thiết bị nguồn sang USB này là nhờ chất keo dính đặc biệt của nó. Được biết USB này được làm từ chất graphene, một vật liệu dẫn điện siêu mạnh được làm từ các nguyên tử carbon. Các nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu và sẽ cho ra kích cỡ các USB dính khác nhau, từ 2GB cho đến 32GB. Sự ra đời và phát triển của Internet, xa lộ thông tin siêu tốc, kết nối toàn cầu được xem là sự bùng nổ, mở ra kỷ nguyên mới cho truyền thông và phát triển của nhân loại. Chỉ cần một cú click chuột, cả thế giới sẽ hiện ra trước mắt. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể biết được thời điểm về hình thành, quá trình phát triển để trở thành mạng Internet toàn cầu như ngày hôm nay và ảnh hưởng của nó trong cuộc sống như thế nào. Câu trả lời sẽ được phản ánh rõ nét trong mục Câu chuyện Công nghệ. Từ cuối thập kỷ 70, phương pháp trao đổi dữ liệu mới qua mạng đã thực sự đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên công nghệ thông tin. Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng, gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa, gọi là giao thức IP. Hệ thống bao gồm hàng ngàn mạng máy tính lớn nhỏ của các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu và các trường đại học của người dùng cá nhân cũng như các chính phủ trên toàn cầu. Câu chuyện về nguồn gốc của Internet được bắt đầu từ sự ra đời của chiếc máy tính điện tử đầu tiên vào năm 1946, là công trình nghiên cứu vĩ đại của đội ngũ kỹ thuật viên trường Đại học Pennsylvania đã đặt nền móng đầu tiên cho kỷ nguyên mạng của nhân loại. Cùng với sự ra đời và phát triển của máy tính điện tử trên thế giới, Internet cũng được hình thành và không ngừng phát triển. Năm 1969, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xây dựng dự án ARPANET để nghiên cứu lĩnh vực mạng. Theo đó các máy tính được liên kết với nhau và có khả năng tự định đường truyền tin ngay sau khi một phần mạng đã bị phá hủy trong một cuộc chiến tranh. Mạng ARPANET chính là tiền thân của mạng Internet hiện nay. Năm 1972 là năm mà Ray Tomlinson đã phát minh ra email để gửi thông điệp trên mạng và ngày càng trở nên phổ biến, cho đến ngày nay email vẫn là một trong những dịch vụ được dùng nhiều nhất. Vào khoảng năm 1974, thế giới lần đầu tiên biết đến thuật ngữ Internet. Vào lúc đó mạng vẫn còn được gọi là APANET. Tuy nhiên đến năm 1991, Tim berners ở trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu CERN phát minh ra World Wide Web hay còn gọi là WWW, dựa theo ý tưởng về siêu văn bản được Ted Nelson đưa ra vào năm 1985. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng trên internet vì người ta có thể truy cập, trao đổi thông tin một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các tập đoàn bắt đầu chạy đua trong việc tung ra những phiên bản trình duyệt khác nhau có thể kể đến như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Marston hay Chrome. Năm 1985, cơ quan quản lý viễn thông của Mỹ đã quyết định mở cửa một số băng tần của giải phóng không dây, cho phép người sử dụng chúng mà không cần giấy phép của chính phủ. Đây là bước mở đầu cho các mạng không dây ra đời và phát triển rất nhanh. Tháng 8 năm 1999, 6 công ty gồm Interseal, 3Com, Nokia, AirNet, Symbo và Lucent liên kết tạo thành liên minh tương thích internet không dây, VECA. Thuật ngữ Wi-Fi ra đời và là tên gọi thống nhất để chỉ công nghệ kết nối cục bộ không dây đã được chuẩn hóa. Dù chỉ vừa bước qua năm thứ 40 trong lịch sử hình thành và phát triển của mình, nhưng internet đã có những thành công đáng kinh ngạc. Và ngày nay, internet đã gần như chiếm lĩnh thế giới, thâm nhập vào cuộc sống của con người và đem đến những lợi ích thiết thực. Với Internet, con người có thể nắm cả thế giới trong tay chỉ bằng một cú click chuột. Đó là email, tin nhắn nhanh, mua bán cổ phiếu trực tuyến, xem phẫu thuật qua mạng trong thời gian thực, xem vô tuyến truyền hình, tra cứu tài liệu, cùng rất nhiều hoạt động được phổ biến nhờ Internet. Tuy nhiên, Leonardo Glenrock, một trong những nhà khoa học tạo ra mạng máy tính đầu tiên vào tháng 9 năm 1969 đã cho rằng đây mới chỉ là bắt đầu. Từ thập niên 70, internet đã thay đổi bộ mặt của nhân loại và trong tương lai, nó sẽ còn thực hiện được những sứ mệnh lớn lao hơn nữa. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay internet đã gần như chiếm lĩnh thế giới, thâm nhập vào cuộc sống của con người và đem đến những lợi ích thiết thực trong rất nhiều lĩnh vực. Và trong mục tư vấn công nghệ ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp một số câu hỏi về việc sử dụng các dịch vụ viễn thông liên quan đến mạng internet. Chúng ta cùng trao đổi với anh Nguyễn Thành Vân, trường trung tâm dịch vụ khách hàng VNPT Nghệ An. Và rất vui được gặp lại anh trong chương trình Công nghệ và cuộc sống. Và có một số câu hỏi liên quan đến các dịch vụ viễn thông internet muốn được anh trao đổi trong chương trình ngày hôm nay, đó là dịch vụ thanh toán qua mạng Pay dành cho thuê bao trả sau khá thuận tiện. Tuy nhiên, nhiều người dùng lại thường băn khoăn về việc cước phí phát sinh hàng tháng có liệu có chuẩn xác hay không. Và hàng tháng, người dùng cũng mong muốn nhận được uh, thông báo về cước phí qua mạng Internet, qua email. Vậy anh có thể trao đổi cụ thể hơn về dịch vụ này? Viễn thông Nghệ An đã triển khai cung cấp người, uh, chi tiết cước qua mạng cách từ năm 2012. À, uh, để thực hiện việc này thì khách hàng cần phải đăng ký uh, và Viễn Đông Nghệ An sẽ cung cấp một, một cái uh, Username và mật khẩu. À, từ à, tháng 9/2013 à, thì à, triển khai thêm phần cung cấp à, chi tiết cuộc gọi qua email. Thì việc à, đăng ký của khách hàng cũng khá thuận tiện. Khách hàng có thể truy cập vào website, à, truy cập vào website đăng ký username password và làm theo hướng dẫn. À, cách đơn giản hơn là khách hàng có thể nhắn tin vào đồ số 9889 khách hàng chỉ cần nhắn là email và đăng ký rồi địa chỉ email để sẽ nhận thông tin hàng tháng thì vinaphone sẽ căn cứ theo địa chỉ email đó. khách hàng đã đăng ký sẽ gửi vào địa chỉ của khách hàng và khách hàng có thể kiểm tra toàn bộ các cuộc gọi của mình cũng như là chi tiết cước phí và có thông tin ngoài dịch vụ thanh toán tiền cho thuê bao trả sau EasyPay thì Vinaphone còn triển khai dịch vụ EasyPay với anh có thể nói rõ hơn, chi tiết hơn về dịch vụ này của Vinaphone. để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong quá trình thanh toán cực phí sử dụng dịch vụ viễn thông. Vinaphone đã triển khai dịch vụ EasyPay từ năm 2012. Và đến cuối 2013 thì Vinaphone tiếp tục triển khai cái một tiện ích đấy là EasyPay Uh, EasyPay là một cái dịch vụ cho phép khách hàng uh, thanh toán uh, tiền uh, viễn thông, uh, cước dịch vụ hàng tháng uh, thông qua tài khoản ngân hàng. Uh, hiện nay thì có ba hình thức um, khách hàng có thể thanh toán qua là tài khoản ngân hàng, đây là qua liên kết của VNPay, uh, qua SmartLink và qua Banknet uh, Để đăng ký dịch vụ thì khách hàng chỉ cần đến cái ngân hàng, đến ngân hàng có liên kết với um, dịch vụ thanh toán của Vinaphone <laughs> đăng ký và làm theo uh, hướng dẫn. À, khách hàng có thể thanh toán à, theo hạn mức tối đa là à, phí sử dụng mà đã, của tháng đã còn, đang còn dư nợ và có thể thanh toán hộ cho à, các khách hàng Vinaphone khác. À, các được thanh toán thì cũng khá đơn giản là khách hàng sẽ chuyển thông tin cần thanh toán à, tới ngân hàng, ngân hàng sẽ chuyển thông tin đó tới à, Vinaphone. Vinaphone sẽ trả cứu cước nợ của khách hàng, sau đó là làm thủ tục gạch nợ. Sau đó Vinaphone gửi lại thông tin về phía khách hàng, xác nhận rằng là đã thực hiện và ngân hàng sẽ chuyển lại thông tin đó cho khách hàng để báo rằng là việc thanh toán đã hoàn tất. À, xin cảm ơn anh và quý vị và các bạn cũng có thể gửi những câu hỏi về lĩnh vực khoa học và công nghệ đến địa chỉ email của chương trình công nghệ và cuộc sống ntv a gmail com Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, VNPT Nghệ An đã trao những phần quà có giá trị cho các khán giả đã trúng thưởng trong mục tương tác ở các kỳ trước. Và hy vọng quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Công nghệ và cuộc sống trong thời gian tới. Ở kỳ trước, câu hỏi của chương trình, theo bạn chiếc máy tính sách tay đầu tiên ra đời vào năm nào? Và đáp án đúng là đáp án B, năm 1981. Và Phương rất vui mừng được thông báo chủ nhân của số điện thoại may mắn đã trúng thưởng cho câu hỏi kỳ trước, mang số thuê bao 0908 103821. Và câu hỏi của kỳ này như sau, theo bạn www là viết tắt của từ gì? A. World Wide Web B. World Wide Windows Quý vị và các bạn hãy chọn tin nhắn CNCS cách X cách Y, trong đó X là đáp án đúng, Y là số người có cùng đáp án và gửi đến tổng đài 8188. Và những thông tin thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTT ngày hôm nay. Xin cảm ơn VNPT Nghệ An đã phối hợp thực hiện chương trình này. Mọi thứ từ thắc mắc đóng góp cho chương trình hoặc những câu hỏi về lĩnh vực khoa học công nghệ, quý vị có thể gửi về địa chỉ chương trình Công nghệ và Cuộc sống NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email công nghệ và cuộc sống NTVA gmail com Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Công nghệ và cuộc sống NTV hay gọi điện thoại đến đường dây nóng 0383 999 686. Và cũng đừng quên truy cập website truyềninhnghệan.vn để xem lại các chương trình đã phát sóng. Còn bây giờ, Học Phương xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.